Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin đang chạy trên đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến nhiều hành khách hoảng loạn, bỏ chạy thoát thân. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do khi di chuyển qua đường đèo, tài xế đã rà thắng nhiều, dẫn đến hỏa hoạn. Khoảng 17 giờ 30 phút chiều qua, nam tài xế lái xe khách biển số tỉnh Đắk Nông đi từ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trên quốc lộ 27C. Khi xe khách đi qua đèo Khánh Lê thì tài xế phát hiện khói bốc lên từ trong xe nên dừng xe, hô hoán mọi người mở cửa chạy thoát thân. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 20 hành khách và một tài xế, một phụ xe. Lực lượng cứu hộ và xe chuyên dụng được điều đến hiện trường để dập lửa. Hỏa hoạn không gây thương vong, song xe khách cháy trơ khung, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Theo cơ quan chức năng, xe cháy do quá trình đổ dốc quanh co, tài xế rà phanh nhiều phát ra tia lửa.